thôi 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 thôi, tao không có mượn nha, mày ráng phục vụ tốt là tao vui rồi, là mày giúp tao rồi đó Vinh. Em biết rồi. Anh Phương, em có cái muốn đưa cho anh. Thôi thôi, mày bị đừng có ám thôi nữa. Thiệt mà, em muốn đưa cho anh mà. Cái gì? Ngày tối ngày tao... Kỷ niệm. Cái này là... Cái điện thoại của tao mà. Dạ. Cái kệ quá. Đây là cái iPad cũ của tao mà. Dạ đúng rồi. Chậm. Vinh ơi, hình của JB kìa Vinh. Dạ. Em ơi, hình của ba má tao kìa Vinh. Ơi, nó còn đi hết rồi. Tôi cảm ơn mày nhiều lắm Linh. Dạ không có gì đâu em. Không đâu, không đâu. Mày có biết là mày đã mang cả một bầu trời về đây cho tao không Linh? Tôi cảm ơn mày nhiều lắm. Đây là thứ vô giá nhất của tao. Những hình ảnh này đối với tao không có bất cứ một số tiền nào có thể mua nó được. Nhưng mà tao hơi tiếc. Có gì đâu mà tiếc nữa. Em dán em chuộc lại cho anh cái thứ vô giá nhất rồi còn gì. Không có. Tại vì nếu mà tao biết mày đem cái này về cho tao á, thì tao không có mua cái mới đâu. Cái đó nó mắc tiền lắm. Hết mấy chục triệu của tao đó. Lỡ rồi xài hai cái luôn cũng không sao. Thôi xài cái thôi được rồi. Bây giờ có không xài để làm gì mày? Có một cái với nhiều. Mày điên hả? Cái mày mới đem về chứ cái tao mới mua nữa làm chi? Cái mới mua em lấy em để chuột này nè. Mày nói cái gì? Cái mới mua đó, em lấy em đi chuột mấy cái vô giá này nè. Là cái tao mới mua về rồi mày đem ra tiệm mày chuột cái này về cho tao đó hả? Đúng rồi, ông chủ không chịu liền luôn, ông hay ghê luôn. Mày có biết là cái mới mua nó mắc gấp mấy lần cái này không Vinh? Nhưng mà anh nói cái này vô giá mà. Nếu mà vô giá thì lời còn gì nữa. Kỳ ta. Lời mà cũng buồn. Lạ. Hai bé biết rồi à. Anh cổ quá đi mày ơi. Hãy cảm xúc lên anh chút. Chào. Hello đấy. Tới Kim Vinh hả? Kiếm luôn chị. Sợ nó làm chết. Quán mới đẹp á. Quán mới chuyển qua đây luôn á. Nay đâu ạ? Đi nạp hồ sơ lên Pháp TV nè. Trúng tuyển rồi. Pháp TV hả? Wow. Nổi tiếng lắm à, nhớ nổi tiếng á. Được vô, trúng vô đó làm diễn viên không hả? Diễn viên chính luôn. Hay vậy? Rồi chừng nào nạp cái này? Một chút nữa. Tại vì hôm nay là cái ngày duy nhất. Ngày duy nhất hả? Rồi mình nạp trễ có bị gì không? Nạp trễ nó không nhận.